Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm. Và kính thưa quý vị khách hàng, ngày hôm nay Nha Khoa Ân Tâm lại vừa gắn một ca hoàn tất nữa cho chị Thu Hằng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Hằng nhé. Dạ, em xin chào chị ạ. Chị ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho tất cả mọi người ở đây được không ạ? Chào mọi người, em tên Hằng. Em năm nay 30 tuổi, dạ, em đến từ Pháp. Em đã từng làm 4 răng sứ. Do cái màu sắc nó không có được đẹp á, cho nên bây giờ mình muốn làm lại. Làm thế nào mà chị Hằng biết được cái chương trình của Nha Khoa Ân Tâm vậy ạ? Do em thấy chương trình này trên Facebook thì em có nhắn tin cho bên Nha Khoa Ân Tâm để tư vấn, thì được các anh chị ở đây cho em tham gia cái chương trình mà thay răng sứ cũ đổi răng sứ mới. Thì hôm nay là em đã hoàn thiện xong cái răng của mình rồi, em rất là hài lòng. Dạ, vậy thì khi mà mình biết về chương trình như vậy thì không biết là chị Hằng theo dõi chương trình có lâu không mà mình đi đến quyết định là đến Nha Khoa Ân Tâm vậy chị? Chắc cũng được mấy tháng á. Mới đầu thì em cũng rất là lo lắng. Dạ. Nhưng mà khi mà đến đây để được tư vấn á, thì các nha sĩ ở đây tư vấn cho mình rất là tận tình. Cái gì họ nói là nên làm, cái gì không nên làm. Dạ. Đó. Cho nên là em thấy rất là hài lòng. Chương trình này hình như là áp dụng cho tất cả các khách hàng, bất cứ họ làm ở đâu cũng được áp dụng. Đặc biệt là những vị khách hàng nào mà chúng ta đang có răng sứ kim loại lâu năm giống như chị Hằng, hoặc là những răng toàn sứ nhưng mà chưa đạt độ thẩm mỹ, thì chúng ta cũng có thể đăng ký. Chị Hằng ơi, vậy thì cái quá trình mà mình thay sứ như vậy thì có lâu không chị? Em đến đây là ba lần, hôm nay là lần thứ ba. Em thấy là ăn nhai rất là bình thường và cảm giác như nó rất là nhẹ hơn cái răng sứ kim loại cũ á. Và cái tính thẩm mỹ thì rất là cao. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng để cho nhân viên ở đây kiểm tra răng của mình á. Ngày hôm nay bản thân chị Hằng đã trải nghiệm chương trình, thì chị Hằng có đôi lời nào muốn gửi đến những vị khách hàng khác mà chúng ta cũng đang sử dụng răng sứ kim loại, hoặc là đã làm răng toàn sứ nhưng chưa đạt độ thẩm mỹ không chị Hằng? Em là khách hàng đã trải nghiệm chương trình này thì em thấy đây là một chương trình rất là nhân văn và thực tế. Đội ngũ nhân viên, nha sĩ thì tư vấn cực kỳ nhiệt tình. Đó là điều mà em rất là hài lòng khi mà đến đây. Em muốn nhân cơ hội này gửi thông điệp đến tất cả mọi người, những người mà có nhu cầu muốn làm răng thì có thể tham gia cái chương trình này để mà mình có một hàm răng trắng đẹp hơn. Và em cũng gửi lời cảm ơn đến Nha Khoa Ân Tâm đã giúp em có một nụ cười tỏa sáng. Vâng, và nãy giờ thì chúng ta đã được nghe những lời chia sẻ rất là thật tình đến từ chị Thu Hằng. Và hy vọng rằng mọi người có thể là nhanh tay đăng ký chương trình đổi răng sứ cũ lấy răng toàn sứ mới, tiết kiệm đến 99,9% của Nha Khoa Ân Tâm nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo.